Các em thân mến, trong chương trình mỹ thuật ở trung học cơ sở, các em được học 4 phân môn vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh và thưởng thức mỹ thuật. Rất nhiều bạn tâm sự với cô rằng là các bạn rất sợ giờ vẽ theo mẫu và các bạn cũng không thích vẽ theo mẫu. Nhưng các em biết không, sản phẩm của vẽ theo mẫu là những bức tranh tĩnh vật. Những bức tranh này là những bức tranh rất thú vị bởi nó ghi lại được cái khoảnh khắc tươi đẹp nhất của sự vật. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi ngắm một số những bức tranh tĩnh vật nhé. Các em thấy đấy, những bông hoa, những quả, những đồ vật ở trong các bức tranh này hiện lên rất sinh động phải không nào? Và để vẽ được những bức tranh đẹp như thế này thì các họa sĩ cũng đã phải rèn luyện, luyện tập từ những bài vẽ đơn giản đầu tiên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu và tập vẽ những bài tập cơ bản đấy nhé. Bài tập của chúng ta hôm nay là vẽ theo mẫu cái phích vào khối cầu. Trước hết chúng ta sẽ xem chiếc phích của chúng ta được cấu tạo từ những hình cơ bản nào nhé. Đây, như hình vẽ khái quát cô mô phỏng ở bên cạnh này thì các bạn thấy chiếc phích của chúng ta được cấu tạo bởi những bộ phận có những hình cơ bản như sau. Chiếc nắp có hình trụ, vai phích có hình chóp cụt, thân phích và đáy của phích chúng ta thấy là có dạng hình trụ. Để vẽ một bài vẽ theo mẫu đẹp, ngoài việc nắm vững cấu tạo của vật mẫu thì các bạn còn phải biết bố cục bài vẽ cho thật đẹp. Thế trong những cách bố cục sau đây thì theo các bạn, chúng ta nên chọn cách bố cục nào nhỉ? Ở phương án thứ nhất, chúng ta thấy rằng là chiếc phích và khối cầu của chúng ta quá nhỏ ở giữa tờ giấy. Ở phương án số 3 thì chúng ta lại thấy chiếc phích và khối cầu của chúng ta lại có hình dáng quá to, choán giữa mặt tranh, gây cảm giác bức bối. Ở hình thứ tư thì chúng ta lại thấy chiếc phích và khối cầu của chúng ta lại cách nhau xa quá, dẫn đến sự không chặt chẽ trong bố cục bức tranh. Và các em ạ, khi vẽ các em nên bày mẫu và bố cục bài vẽ của mình như phương án số 2, chúng ta thấy chiếc phích và khối cầu của chúng ta có kích thước vừa phải, cân đối, hài hòa trong bức tranh. Ở đây, chúng ta thấy các anh chị các khóa trước đã vẽ và chúng ta thấy chiếc phích và khối cầu rất đẹp phải không nào? Khi thực hiện bài vẽ theo mẫu, các em nên thực hiện tuần tự theo các bước sau để bài vẽ được cân đối, hài hòa và hình vẽ được chính xác nhất. Đầu tiên, các em hãy vẽ phác khung hình chung, rồi các em vẽ phác khung hình riêng của từng vật mẫu. Tiếp theo, các em sẽ vẽ phác nét chính các bộ phận của mẫu bằng đường thẳng. Sau đó, các em sẽ vẽ chi tiết sao cho giống với mẫu bằng đường nét cong. Rồi cuối cùng, các em hẵng vẽ đậm nhạt cho vật mẫu. Ở bài tập ngày hôm nay, các bạn sẽ chỉ cần hoàn thiện đến bước vẽ hình và sau đó thì các bạn sẽ vẽ đậm nhạt ở tiết sau. Trước khi vẽ, các em hãy quan sát thật kỹ, so sánh các tỷ lệ, xác định khung hình chung, khung hình riêng của từng vật mẫu. So sánh chiều cao của chiếc phích với chiều cao của khối cầu, chiều ngang của chiếc phích với chiều cao của chiếc phích. So sánh điểm đặt của chiếc phích với điểm đặt của khối cầu, xem chúng cách nhau bao xa, hay là khối cầu che khuất cái phích hay cái phích che khuất khối cầu ở góc nhìn của mình. Trên hình là một số những đường nét cơ bản. Cô đã gợi ý các bạn để các bạn có thể xác định được những điểm chốt mình cần phải lưu ý.
đây, cô đã thao tác nhanh các bước để làm mẫu cho các bạn. Các bạn chú ý, chúng ta sẽ phải tùy theo khung hình mà vẽ vào giấy để giấy ngang hay giấy dọc. Khi các bạn cầm bút, các bạn nhớ cầm bút hơi nghiêng và lòng cổ tay. Khi phác, các bạn phác thật nhẹ, nét chỉ thật nhẹ, thật mờ để sau này chúng ta còn có thể điều chỉnh. Bài tập thực hành của chúng ta ngày hôm nay, các em sẽ chọn một trong hai hình sau để vẽ lại vào giấy khổ A4, hoặc các em cũng có thể sử dụng phích và một loại quả hay một quả bóng thay cho khối cầu để có thể luyện tập vẽ thêm ở nhà.
Các em hãy quan sát phần sáng, phần khuất sáng, độ đậm nhạt của hình mẫu sau đây để giờ sau chúng ta sẽ tiếp tục thực hành bài vẽ theo mẫu. Tiết 2, vẽ đậm nhạt.